Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại phân bón hữu cơ, tim lâu 14, giúp bền cây, tăng năng suất và chất lượng của nông sản, tăng cường sức khỏe cây trồng, cây suy do mang trái nhiều, vừa nuôi trái vừa nuôi cây, hạn chế vàng lá, chảy lá, xì mù, thối dễ do mang nhiều trái, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, giúp cây giảm xì chết, tăng khả năng chống chịu lạnh, chịu hạn tốt hơn, cây bung tược nhanh, mập trồi, lớn gốc, là xanh dày, ra hoa đồng loạt lớn trái và đẹp trái mau, giúp giảm dụng sinh lý, cho cây trong điều kiện thời tiết bất lợi, đáp ứng tiêu chuẩn canh tác sầu riêng sạch, đạt chuẩn xuất khẩu. Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé.